Dạ, mình chào quý bà con và các bạn trở lại với nhà vườn của Nhiên Lê nha. Hôm nay mình giao lưu phô hoa giấy Mỹ nha bà con. Có những cái cây màu cam cũng rất là đẹp luôn, giấy zin. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn Nhiên Lê quen thuộc ạ. Anh chào Nhiên. Dạ em chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em lên phôi hoa giấy Mỹ nữa cô chú anh chị. Rồi để không làm mất thời gian em vào luôn mã số 1 luôn ạ. Số 1 đo được hoành là 23, tổng cao là 58, vé sổ cây là 30. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã số 1. Rồi em lên tiếp tục là mã số 2. Số 2 em ra được hoành là 26, tổng cao là 70, đế số là 32. Cái mã số 2 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị là 180.000, 180.000 cho mã số 2 luôn ạ. 180 Rồi cho một cây rất là đẹp, dáng hơi bay. em xuống mã số 2 lên tiếp tục là mã số 3. Một rễ kho lắc luôn. Số 3 em đo được hoành là 17, tổng cao là 51, đế số là 29. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho một cây một rễ kho lắc quái. Rồi số 3 em lên tiếp tục là mã số 4. Em đo được hoành là 18, tổng cao là 63, đế sổ là 29. Cái mã số 4 này em xin giao lưu là 140.000. Cây này là anh chị trồng đứng lên là cây dáng chật hơn cô chú anh chị. Số 4 140.000. Rồi em xuống mã số 4 lên tiếp tục là mã số 5. Mã số 5 đo được hoành là 20, tổng cây là 52, đế số cây là 30. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã số 5. Rồi em xuống số 5 lên tiếp tục là mã số 6. Số 6 em đo được hoành là 17, tổng cao là 68, đế số là 35. Cái mã số 6 này em xin giao lưu là 140.000. Tay cành rất là đẹp nha cô chú anh chị. Số 6 140.000. Rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục mã số 7. Số 7 em đo được hoành là 19, tổng cao là 59, đế sổ là 33. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã số 7 luôn ạ. Rồi em xuống cây số 7 lên tiếp tục là cây số 8. Cây số 8 này bộ đế rất quái. Số 8 thôi được hoành là 24, tổng cây là 85, đế sổ là 46. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 300.000, 300.000 của chú anh chị. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục là mã số 9. Số 9 em đo được hoành là 19, tổng cao là 60, đế sổ là 30. Cái mã số 9 này em xin giao lưu là 120.000, 120.000 cho mã số 9. Em bao sóng bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã số 10. Mã số 10 em đo được hoành là 20, tổng cây là 46, đế sổ là 28. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho một cây hoa hoa với Mỹ mã số 10. Rồi em lên tiếp tục là mã 11. Mười một là một cây dáng bay của chú anh chị. Em đo được hoành là 23, tổng cây là 65, đế sổ cây là 36. Cái mã 11 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho một cây dáng bay. Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục là mã 12.
Mã 12 em đo được hoành là 17. Tổng cao là 67. Đế sổ là 34. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 230 ngàn. 230 ngàn cho mã 12 luôn ạ. Cây này dáng rất đẹp đế quá nha bà con. Dạ. Rồi, em xuống mã 12 lên tiếp tục là mã 13. Mã 13 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 49. Đế sổ là 26. Cây mã 13 này em xin giao lưu là 120 ngàn. 120 ngàn cho một phôi hoa giấy Mỹ mã 13, 120 ngàn. Rồi em lên tiếp tục là mã 14. Em đo được hoành là 22. Tổng cao là 48. Đế sổ là 27. Cây mã 14 này em xin giao lưu là 150 ngàn. 150 ngàn cho mã 14. Rồi em xuống mã 14 lên tiếp tục là mã 15. Cây to, đế rất là quái, cuộn. Này là màu gì anh? Trong cái mớ phôi này sẽ có lọt vào những cái cây màu cam nha bà con. Bà con mua trúng đúng rồi, may mắn chọn đúng màu cam. Ừ, may mắn, may mắn. Chọn đúng màu cam là. Cái này em đo được hoành là 24. Tổng cao là 68. Đế sổ là 40. Cái mã 15 này em xin giao lưu là 450.000. 450.000 cho mã 15 cô chú anh chị. Rất là đẹp. Rồi, cái màu cam là cũng một trong số 5 màu Mỹ ghép. Thì nó có một cái màu cam trong đây là những cái cây riêng như thế này đây. Riêng 100%. Riêng 100%. Rồi em lên tiếp theo là mã 16 em đo được hoành là 19. Tổng cao là 45. Đế sổ là 27. Cái mã 16 này em xin giao lưu là 130 ngàn. 130 ngàn cho mã 16. Rồi em xuống mã 16 lên tiếp tục là mã 17. Mã 17 em đo được hoành là 16. Tổng cao là 78. Đế sổ là 34. Cái mã 17 này em xin giao lưu là 140 ngàn. 140 ngàn cho mã 17 luôn ạ. Cây đế quái co lắc. Rồi em xuống mã 17 lên tiếp tục là mã 18. Đo được hoành là 16. Tổng cây là 54. Đế sổ là 33. Cây mã 18 này em xin giao lưu là 130 ngàn. 130 ngàn cho mã 18. Rồi lên tiếp tục là mã 19. Mã 19 em đo được hoành là 20. Tổng cây là 65. Đế sổ cây là 34. Cái mã 19 này em xin giao lưu là 150 ngàn. 150 ngàn cho mã 19. Rồi xuống mã 19 lên tiếp tục là mã 20. 20 em đo được hoành là 21. Tổng cây là 52. Đế sổ là 32. Cái mã 20 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 20. Rồi em lên tiếp tục là mã 21. Một cây lùng lực bonsai. 21 đo được hoành là 26. Tổng cây là 43. Đế sổ là 31. Cây mã 21 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 21. Rồi em lên tiếp tục là mã 22. Em đo được hoành là 20. Tổng cây là 70. Đế sổ của cây là 40. Cây mã 22 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 22. Rồi xuống mã 22 lên tiếp tục là mã 23. Em đo được hoành là 20. Tổng cao cây là 47. Đế sổ là 30. Cái mã 23 này em xin giao lưu là 130.000.
130.000 cho mã 23 luôn ạ. Rồi em xuống mã 23 lên tiếp tục mã 24. Một rễ 24 nó được hoành là 19. Tổng cao là 50. Để sổ của cây là 25. Cây mã 24 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 24. Rồi em xuống mã 24 lên tiếp tục là mã 25. Nó được hoành là 18. Tổng cao là 57. Ế sổ là 32. Cái mã 25 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 25. Rồi em xuống mã 25 lên tiếp tục mã 26. Nó được hoành là 23. Tổng cây là 55. Ế sổ cây là 28. Cái mã 26 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 26 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 27. Cây dáng bay 27 em đã được hoành là 20. Tổng cây là 62. Đế sổ là 32. Cái mã 27 này em xin giao lưu là 140.000. Nhập 140.000 cho mã 27. Rồi em lên tiếp tục là mã 28. Em đo được hoành là 19. Tổng cây là 43. Đế sổ là 28. Cái mã 28 này em xin giao lưu là 130.000. Em bao sóng bao phí ship toàn quốc luôn ạ. 28 130.000. Rồi em lên tiếp tục là mã 29. Đo được hoành là 24. Tổng cây là 52. Đế sổ là 30. Cái mã 29 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 29 ạ. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. Em đo được hoành là 20. Tổng cây là 46. Đế sổ là 27. Cái mã 30 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 30. Rồi em lên tiếp theo là mã 31. 31 là một cây một rễ có lắc quái. 31 em đo được hoành là 20. Tổng cây là 47. Đế sổ cây là 29. Cái mã 31 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 31. Rồi em lên tiếp tục là mã 32. 32 em đo được hoành là 18. Tổng cây là 53. Đế sổ là 25. Cái mã 32 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 32. Rồi em lên tiếp theo là mã 34. 33. Em đo được hoành là 21. Tổng cây là 50. Đế sổ là 25. Cây mã 33 thì em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 33. Rồi em lên tiếp theo là mã 34. Một cây cao 34 nó được hoành là 21. Tổng cây là 86. Đế sổ là 42. Cây mã 34. Cây mã 34 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã 34 luôn ạ. Một cốt tay cành đầy đủ. Tay cành đầy đủ của chú anh chị, một cốt. Rồi, tiếp tục là mã 35. 35 đo được hoành là 18. Tổng cây là 47. Đế sổ là 27. Cái mã 35 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 35.
Rồi lên tiếp tục là mã 36. Một cây dáng cao tay cành đầy đủ nha bà con. Sách không nổi luôn cô chú anh chị ơi. Để sổ dài. Em đo được hoành là 23. Tổng cao cây là 90. Để sổ là 41. Cái mã 36 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 cho mã 36 luôn ạ. Rồi em xuống mã 36 lên tiếp tục mã 37. Mã 37 em đo được hoành là 17. Tổng cây là 80. Đế sổ là 38. Cái mã 37 này em xin giao lưu là 300.000. Tuy là cây nó hoành hơi nhỏ nhưng mà bộ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị. 37 300.000. Rồi em lên tiếp tục là mã 38. Mã 38 là được hoành là 20. Tổng cây là 58. Đế sổ là 30. Cái mã 38 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 38 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 39. Là được hoành là 19. Tổng cao là 65. Đế sổ là 30. Cái mã 39 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 140.000. 140.000 cho mã 39. Rồi em lên tiếp theo là mã 40. Quá trời, cái cây nó cao to luôn à. Chỉ cần cái này xe đều luôn nha bà con. Đấy sổ đẹp. Này ghép là bao phơi và bao đẹp luôn. Bao bán luôn. Em đo được hoành 22. Tổng cao là 90. Đế sổ là 40. Cái mã 40 này em xin giao lưu là 450.000. 450.000 cho mã 40. Cái này bà con mình về mình chơi tàn riêng cũng được. Rồi em xuống 40 em lên tiếp tục mã 41. Chơi tàn riêng cũng bao phê luôn cô chú anh chị ơi. Bốn mươi mốt em đo được hoành là 25. Tổng cao là 58. Đế sổ là 32. Cái mã 41 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 41. Lên tiếp tục là mã 42. 42 là cây dáng 23. 42 em đo được hoành là 20. Tổng cây là 68. Đế sổ cây là 32. Cái mã 42 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 42. Một rồi em lên khó lắc quái. Tiếp tục là mã 43. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 48. Đế sổ là 28. Cái mã 43 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 43. Em lên tiếp tục là mã 44. Một cây bonsai. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 45. Đế sổ là 26. Cái mã 44 này em xin giao lưu là 130.000. Cho một cây lùng lực bonsai bộ đế quái của chú anh chị. 44, 130.000. Rồi em lên tiếp tục là mã 45. Cây này bộ đế cũng rất là quái luôn nè bà con ơi. Sổ cao. 45 đo được hoành là 23. Tổng cao là 73. Đế sổ là 39. Cái mã 45 này em xin giao lưu là 280.000. 280.000 cho mã 45 luôn ạ. Rồi mã 45 này là cũng mã kết thúc clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em những clip trước ạ. Rồi em xin hết ạ. Rồi em cảm ơn Duy nha. Em mến chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn chốt như mã số vừa rồi nha bà con. Cây đẹp, giá mềm, dễ chơi. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo nha. Bye bye bà con ạ.